rapper đang được nhận quá nhiều credit, nhận quá nhiều cái sự ghi nhận hơn cái họ xứng đáng nhận ra. Đối với một cái cộng đồng toxic ấy, một cái cộng đồng rất là độc hại ấy, thì cái việc mà người ta phản đối nó không chỉ đơn giản là phản đối đâu, nó là lăng mạ, nó là sỉ nhục, nó là đe dọa, dọa đánh dọa rất là nhiều. Thậm chí có những rapper nổi tiếng lên TV cũng đã từng làm việc với bọn mình. Hưng Cao không ngại va chạm đúng không? Nhưng mà các bạn nghĩ mà xem, có bài nào của Hưng Cao chửi người khác là Hưng Cao chửi trước không? Dù rất ngại va chạm nhưng vẫn cứ phải đứng lên thôi. Cái hành trình đến rap của anh nó như thế nào? Câu này nói thật là nó cũng sẽ hơi nhạy cảm một xíu. Thế bây giờ mình sẽ muốn hỏi luôn tất cả các bạn rap fan mới, tại sao lại là Rap Việt? Vậy thì thứ gì khiến cho một bài rap trở nên hơn bài rap còn lại? Và đấy là thứ mà nó đã khiến mình và những người anh em của mình bị chửi rất nhiều năm nay. Chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của podcast Người Trong Muôn Nghề. Mình là Việt Anh và hôm nay thì mình có ở đây một khách mời rất đặc biệt. Như các bạn đã biết là thời gian gần đây thì rap đang nổi lên như là một trong những cái hướng đi và lựa chọn nghề nghiệp của rất nhiều bạn trẻ. Các bạn rất là tò mò không biết là rap thì như thế nào, hoặc là làm thế nào trở thành một rapper, hoặc là làm thế nào để mình có thể kiếm tiền từ rap. Thì ngày hôm nay mình có mời đến đây một khách mời đặc biệt, đó là anh Hưng Cao, hay còn gọi là MC ILL. Xin chào tất cả các bạn. Trước khi mình bắt đầu thì anh có thể chia sẻ một tí về bản thân đúng không ạ? Xin chào tất cả các bạn và xin chào Spider Room. Mình là Cao Việt Hưng. Hưng Cao, mọi người hay hỏi là tại sao anh không cao lắm mà anh đặt tên là Hưng Cao, không, bởi vì đấy là cái họ của anh. Các bạn ở trong cộng đồng rap thì biết đến mình nhiều hơn với tên là MC ILL. Gần đây thì mình lấy cái tên Hưng Cao cho nó dễ đọc với nhiều phụ huynh. Mình hiện tại làm giáo viên tiếng Anh và mình đã làm công việc này khá lâu rồi. Đã từng có ý định theo rap như là một cái nghề gọi là nghiêm túc. Tuy nhiên thì hiện tại có vẻ là tình yêu của mình nó dành cho nghề khác nó nhiều hơn một xíu. Em thấy là anh có một cái hành trình rap em nghĩ là cũng rất là dài. Thì anh có thể chia sẻ một tí là cái hành trình đến với rap của anh nó như thế nào đúng không ạ? Thực ra thì mình nghĩ là cái hành trình của mình nó khá là giống với rất là nhiều rapper khác ở cái độ tuổi của mình. Thậm chí là nhiều rocker khác luôn ấy. Tại vì mình bắt đầu bằng việc là nghe Linkin Park. Linkin Park mình rất thích phần rap của Mike Shinoda. Đến lúc mình nghe cái album Mashup Collision Course vừa làm với Jay Z ấy, thì thực sự là mình rất là mê. Và sau đấy thì bắt đầu muốn tìm hiểu sâu hơn. Và cái người đầu tiên khi mình tìm hiểu sâu hơn đó là Eminem. Mockingbird chắc chắn là rất là nhiều bạn cũng nghe bài đầu, nhiều bạn ở cái tầm tuổi mình ấy, khi mà biết đến Eminem chắc đấy là cũng là bài đầu tiên mà các bạn nghe. Đấy thì và từ đấy thì mình thích thôi và bắt đầu quyết định theo đuổi. Chắc là đâu đó nó rơi vào khoảng năm 2004 gì đấy, khoảng 2003 2004 gì đấy. Em có thể hỏi tò mò một tí là tại sao lại là Eminem đúng không anh? Tức là Mike Shinoda hoặc Eminem có cái đặc điểm gì mà anh thích hay là tình cờ nghe được đầu tiên thôi? Câu này thì nói thật là nó cũng sẽ hơi nhạy cảm một xíu. Thế bây giờ mình sẽ muốn hỏi luôn tất cả các bạn rap fan mới, tại sao lại là Rap Việt? Bởi vì Eminem hay là Mike Shinoda hồi đấy là những cái tên rất là mainstream. Và đấy là những cái tên mà có thể dễ dàng xem được trên TV. Hồi đấy là bạn nào mà nhà mà có truyền hình cáp ấy là có thể xem rất là dễ. Còn ai mà không có truyền hình cáp thì ra hàng đĩa là có thể thấy 5.000 một đĩa này là những cái CD lậu. Nó có ở đấy. Và lên trên YouTube, đấy là sẽ là những cái, khi mà mình muốn nghe rap của nước ngoài, đấy là những cái tên đầu tiên nó hiện lên. Bởi vì là cái lượng view của họ rất là lớn. Và những là nó như là những cái gợi ý, những cái gợi ý ưu tiên của YouTube ấy, thì cũng tương tự như bây giờ các bạn trẻ bây giờ bắt đầu nghe rap thì là bởi vì họ xem cái chương trình rap trên truyền hình là cái khởi đầu đầu tiên thôi. Thì tương tự như mình cũng thế, thì đấy là những cái tên xuất hiện trên truyền hình. Mặc dù là hồi đấy khá là khan hiếm vì mình là cũng, nhà mình hồi đấy là không có truyền hình cáp nha. Truyền hình cáp là mình đi xem ké với nhà bạn. Đó thì đĩa thì cũng là mượn của bạn luôn. Bởi vì Mike Shinoda hay là Eminem hay sau đấy một xíu đó là 50 Cent đúng không? Thì là những cái tên mà xuất hiện rất là nhiều trên truyền thông. Và đấy là cái bước đầu tiên của mình khi bước vào rap với những cái tên tuổi đấy. Thì trong cái quá trình 20 năm đấy nó có cái cột mốc hay là kỷ niệm nào mà anh cảm thấy rất là đáng nhớ không? Kỷ niệm thì nhiều kỷ niệm lắm. Ví dụ như là cái hồi mà mình còn học cấp 2 ấy, thì hồi đấy mình với Jay Bach, hồi đấy là bạn cấp 2, bạn producer của mình. Hồi đấy bọn mình hay tranh cãi với nhau về rất nhiều cái. Vì mỗi người thích một nghệ sĩ khác nhau. Thế nhưng mà nếu mà nói về cột mốc thì có lẽ là đâu đó vào năm mình học lớp 11. Hồi đấy là mình học toán rất là dốt, nói thẳng là thế. Mình được 4 điểm đại số hình học gì đấy, nhớ không nhầm là đại số. Và mình cảm thấy rất là buồn nên là mình đã lấy beat. Mà hồi đấy con không biết lấy beat như nào cơ, mình lấy nguyên cái bài hát của Eminem luôn, rồi mình bật cái bài đấy và mình viết cái lời riêng của mình trên cái bài đấy nó đang chạy, để xả ra những cái bực tức của mình đối với cái bài test ngày hôm đó. 4 điểm toán 15 phút, đại số. Nhớ nhầm thì là đại số. Năm đấy lớp 11. Mà có lẽ là từ đấy đến giờ thì đấy cái lần đầu tiên mình chính thức viết một cách đúng nghĩa, và kể từ đấy thì mình bắt đầu cảm thấy là mình thích viết và mình viết đến tận bây giờ. Cái bài đầu tiên đấy là cảm xúc khá là tiêu cực, nó cục xúc không anh? Nó rất là cục xúc bởi vì cái bài mình chọn nó cũng rất là cục xúc luôn. Cái bài mình chọn của Eminem nó cũng rất là cục xúc luôn. Đó. Thế nhưng mà có lẽ là đấy nó như kiểu một cái điểm để thay đổi đấy. Thì từ đấy là mình bắt đầu viết và mình cảm thấy có thể là mình viết được. Tất nhiên là hồi đầu thì viết cũng rất là kém thôi, nhưng mà có lẽ là chăm hay không bằng tay quen. Đấy, cho nên là đã chắc là vì viết lâu cho nên là năng lực viết cũng lên, chứ là thực sự là hồi đấy bằng một cách nào đấy thì mình có xem được những cái bài viết đầu tiên của những nhiều nghệ sĩ khác thì mình nhận ra là thực sự họ viết hay hơn mình rất là nhiều. Thì có lẽ là mình là một cái dạng là thiên tài chăm chỉ đúng hơn là thiên tài có tư chất. Từ sau cái khoảnh khắc đầu tiên đấy thì anh tập luyện nó như thế nào mà có thể phát triển được? Gọi là thiên tài chăm chỉ đấy thì chắc là nó phải có lộ trình gì đấy đúng không? Yeah, đúng, mình nghĩ là thế. Nó cũng không có cái gì là nhanh cả, nhất là bởi vì tính của mình ra mình rất là khép kín. Mình khá là khép kín từ khi học cấp 3. Tức là học cấp 3 mình cứ chỉ chơi trong lớp thôi á, không có chơi bên ngoài luôn. Điều đấy đồng nghĩa ngoài lớp là cũng không chơi luôn, cũng chỉ chơi được với thêm 2 bạn nữa ở lớp, ngay lớp bên cạnh. Thế còn lại thì gần như là từ lớp thứ 3 đổ đi là không quen bất kỳ một ai. Thì chính bởi vì thế là với cái cá tính đấy thì mình cũng không... Hồi đấy là Rap Việt cũng đã, cộng đồng underground nó phát triển rồi, chúng ta cũng có gọi là Việt Dreamers đúng không? Mà mình không quen bất kỳ một ai hết và cứ một mình thôi, cũng chẳng chia sẻ với ai ấy, cho nên là nó có cái sự u uất, và sự u uất đấy thì có nhiều cách xả ra. Thì với mình thì đó là viết, thì đấy là một cái động lực để mình viết. Và cái thứ hai là có lẽ là do cuộc sống mình nó cũng hơi chéo ngoe một xíu, nó hay gặp những cái chuyện hơi buồn cười và cảm thấy là mình nên viết nó ra. Thì nó là cả hai ấy. Một phần là vì mình thích viết để nói ra những cái mình nghĩ, và cái thứ hai đó là bằng một cách nào đấy số phận nó lại đẩy cho mình những cái mà mình có thể viết được. Đấy, cứ đập vào mặt như này, và thế là nó đến từ cả hai phía. Hồi đầu là cũng không nghĩ là viết để luyện tập đâu, hồi đầu nghĩ chỉ đơn giản viết để vì mình thích, thỏa mãn bản thân thôi. Nhưng mà dần dần thì bắt đầu cảm thấy nó cũng là một cái hình thức luyện tập nữa, và mình bắt đầu chủ động hơn để viết như thế. Ví dụ ngày xưa là có cảm xúc thì viết, là ngồi viết bài đúng không? Nhưng khi mà mình bắt đầu nhận ra cái việc lợi ích của việc viết ấy, có những hôm mình ngồi viết mình chẳng viết gì cả, chỉ viết các cái bộ vần, những cái cặp vần, những cái bộ vần có thể viết được với nhau, những cái vần với nhau. Đầu tiên là từ 2 này, sau bắt đầu viết thêm âm tiết nữa thành 3 này, bắt đầu nghĩ xem là với những cái đấy mình có thể thêm chữ gì để nó vừa có vần, nó vừa có nghĩa, sau bắt đầu tăng lên 4, 5, 6 thì đấy, nó chỉ là một cái cách viết để luyện tập thôi. Nó như vậy. Kể cả sáng tác nhạc các thứ đi, sau một quãng thời gian, ví dụ như mình đã luyện tập hay là mình cày cắm gì đấy, cày cuốc ấy, mình xem lại những cái cũ ấy, kiểu nhiều khi mình cảm thấy là sau hồi đấy kiểu ngu nghê, ngơ ngạch, và nó hơi cringe ấy. Nó hơi cringe. Thì em chỉ muốn hỏi là với trong trường của anh ấy, thì anh có bao giờ anh nghe lại nhạc cũ của anh không? Hoặc là những cái bài ngày xưa, hoặc là hay là có những thứ mà anh sẽ muốn giấu nhẹ? Có đấy, vẫn để trong máy tính luôn. Và mỗi lần cảm thấy hơi bị tự tin quá về năng lực bản thân, hoặc là cảm thấy mình hơi bị ngu quá, mình cảm thấy hơi bất lực ấy, thì đều mở ra để nghe lại, để nhận thấy là khi mà mình bị tự tin quá ấy, thì nghe lại để thấy là mình đã từng như này nên đừng tự tin. Còn khi mà cảm thấy thất bại quá thì bảo là so với ngày xưa bây giờ thành công rồi, sẽ giảm bớt cảm giác thất bại. Nhưng mà mình nghĩ là cái chuyện đấy là chuyện đương nhiên thôi ấy. Vâng. Ai mà chẳng thế. Thậm chí là mình bây giờ mà nghe lại bài mới viết từ năm 2018, 2019 thì cũng có nhiều cái về quan điểm, suy nghĩ nó đã thay đổi so với hồi đấy. Nhưng ít nhất nó là một cái snapshot, một cái khoảnh khắc gọi là mà mình giữ lại được. Chính xác. Để mình nhìn lại. Nó giống như là gọi là gì nhỉ? Ở gần đây cái đề văn ấy, gần đây có cái đề thi văn ở của Việt Nam ấy, nó hơi gây tranh cãi không? Nhưng mà hồi đấy, mình đọc thì thấy năm nay nhiều báo chí viết một cái câu văn học là nhân học ấy. Thì mình nghĩ là cái việc viết rap nó là một dạng văn học ấy, và nó vì là văn học này nó là nhân học mà, nó cũng chính là về một cái con người ấy, về cái nhân tình thế thái qua góc nhìn của một người. Đấy, đúng rồi. Đấy thì nó đương nhiên là nó sẽ thay đổi với thời gian rồi. Em tự nhiên kiểu tình cờ tò mò thôi, tức là chắc là tí nữa em sẽ xin nghe thử một cái bài ngày xưa của anh. Không nha. Không bao giờ có cái đấy các bạn ạ. Không bao giờ. Em thôi mà. Vợ mình cá nhân cũng không được nghe luôn nha. Mình phải bảo vệ cuộc hôn nhân này theo mọi cách. Ok, em muốn chuyển chủ đề một tí là thực ra với một người ngoại đạo như em đi, thì em thực ra khi mà nghe một bài rap ấy, thực ra em không biết là làm thế nào để đánh giá được nó là hay hay dở ấy, thì có cái yếu tố nào hay là cách thức gì đấy để mình có thể nhìn nhận được? Mình sẽ hơi lan man một xíu nhá. Vâng, cứ thoải mái. Chúng ta có một cái câu rất là nổi tiếng, đó là văn vô đệ nhất và võ vô đệ nhị, đúng không? Vâng. Văn thì không có người nào là nhất, không có người nào hơn, mỗi người một bề. Võ vô đệ nhị thì võ thì chắc chắn là nhìn là biết là ai là thiên hạ vô địch rồi. Thế tại sao lại có cái sự khác biệt đấy? Bởi vì nếu mà mình nhìn văn theo phương diện cảm xúc, hành văn, mỗi bài văn, văn học nhân học mà, mỗi văn là một con người, là một dạng cảm xúc. Vậy thì không thể so được là cái người này hơn người kia được, đúng không? Tại vì mỗi người là một thế giới riêng, không có thế giới nào hơn thế giới nào cả. Nhưng mà võ thì sao? Cú đấm là cú đấm, cú đá là cú đá. Đánh nhau kỹ thuật chỉ có một, triệt hạ đối phương kỹ thuật chỉ có một. Cho nên đấy là lý do tại sao là văn thì vô đệ nhất, văn không có ai nhất cả, nhưng võ vô đệ nhị. Tại vì rõ ràng võ là cái hoàn toàn có thể phân ra được thắng thua. Vậy thì thứ gì khiến cho một bài rap trở nên hơn bài rap còn lại? Và đấy là thứ mà nó đã khiến mình và những người anh em của mình bị chửi rất nhiều năm nay. Đó là kỹ thuật. Vì khi chúng ta bỏ kỹ thuật ra khỏi âm nhạc thì lúc đấy nhạc nào mà chả là nhạc, nhạc nào cũng là cảm xúc thôi. Thậm chí là tôi có thể lên sân khấu tôi gào lên trên một cái nền nhạc, tôi bảo đấy là cảm xúc đau đớn của tôi. Chẳng ai có quyền bảo là tôi không sáng tác ra một bài hát cảm xúc cả. Nếu mà chúng ta bỏ kỹ thuật ra khỏi âm nhạc thì đấy, nó sẽ xảy ra cái hiện tượng đó là những cái người ấy chẳng cần kỹ thuật gì hết ấy. Họ sử dụng cái hai từ cảm xúc ấy, và họ dùng cái sự cảm xúc đấy để họ lùa gà thì hơi quá nhỉ, nhưng mà để họ bào chữa cho cái việc, cho cái sản phẩm của họ. Vậy thì cái thứ mà khiến cho một bài rap nó, mình không muốn nói là hay hơn hay không nhé, tại vì hay hay dở là do cái cảm quan của chúng ta, mình nghe nó vào tai, nó hay không vào tai thì nói. Nhưng mình muốn nói là một bài rap tốt hơn bài còn lại, mình sẽ dùng từ tốt nhé. Chúng ta phân tích nó trên phương diện kỹ thuật ấy, thì nó sẽ có sản phẩm tốt và sản phẩm không tốt, đúng không? Vâng. Hamburger là một cái sản phẩm không tốt cho sức khỏe nhưng mà nó ngon. Vậy thì tại sao một cái sản phẩm, nếu mà chúng ta bỏ cái yếu tố kỹ thuật, chúng ta bỏ cái yếu tố dinh dưỡng, chúng ta bỏ yếu tố là nó có gây bệnh hay không ấy, thì rõ ràng là hamburger hay là phở hay là cơm nhà, mỗi cái đều có lợi ích. Nhưng tại sao những cái người ta lại phải khuyên là ăn ít burger thôi? Bởi vì lúc đấy chúng ta không phân tích cái bánh hamburger trên phương diện khẩu vị, trên phương diện là cảm xúc của chúng ta thấy ngon hay sướng nữa. Chúng ta phân tích nó trên phương diện y học, một phương diện hoàn toàn là khoa học và kỹ thuật. Vậy thì nếu mà để phân tích ra một cái bài hát nào hơn bài hát nào, một bài hay là hẹp hơn ấy, một bài rap nào hơn bài rap nào ấy, chúng ta phải phân tích nó trên phương diện kỹ thuật. Thì lúc đấy mình cũng sẽ không nói là bài rap nào hay hơn bài rap nào, mình sẽ nói bài rap nào tốt hơn và đầu tư hơn so với bài rap nào. Vậy thì đó là phương tiện kỹ thuật. Đấy, và kỹ thuật thì nó đến từ đâu? Bây giờ có một cái rất là buồn cười nhé. Bài rap nó rất được đầu tư vì anh ấy mix rất hay. Không, mixing là việc của thằng engineer, của thằng kỹ sư âm thanh. Ok. Mọi người có nhận ra một cái điều rất là buồn cười là nhạc rap là thứ nhạc duy nhất không có nhạc không? Mọi người nghĩ mà thế. Rap là thứ nhạc không có nhạc, bởi vì nhạc nền của nó là mượn của tất cả các thể loại nhạc khác đã tồn tại. Mọi người để ý mà xem, đúng không? Thế nào là giai điệu nhạc rap? Làm gì có cái gì gọi là giai điệu nhạc rap, đúng không? Nếu mà chúng ta phân tích tất cả những cái beat rap thì tất cả beat rap đấy nó đều là một cái thể loại nào đấy. Vâng, đúng rồi. Chính xác là như thế. Rap là thể loại không có nhạc. Do đó nếu mà ấy, phân tích nó trên diện một bài hát, một song, đúng không? Một bài nhạc thì phân tích nó trên nhiều yếu tố. Nhưng nếu phân tích nó trên phương diện rap thuần ấy, thì chỉ phân tích cái phần rap của ông nghệ sĩ thôi. Vocal, giọng của ông ấy, cách ông ấy rap, cách hành văn của ông ấy, cách ông ấy viết, cái thông điệp ông ấy đưa ra và cái kỹ thuật mà ông ấy sử dụng. Đấy là những cái có thể đánh giá được một bài rap nào nó đầu tư hơn bài rap nào về phần rap. Đó, còn những về phần khác thì hơi buồn cười. Bởi vì ngày nay ấy, rapper đang được nhận quá nhiều credit, nhận quá nhiều cái sự ghi nhận hơn cái họ xứng đáng được nhận ra. Vẫn cái giọng đấy, thử vứt cho một ông mixing khác đấy, một ông producer khác đấy, liệu nó có hay đến như thế không? Nhưng mà bây giờ nó khá là buồn cười là rapper đang nhận rất nhiều những cái credit mà họ không xứng đáng nhận, bởi vì đấy không phải việc của họ. Nhưng mà nó là cái vấn đề chung của tất cả thể loại nhạc thôi. Trong một ban nhạc đấy thì ông lead singer, ông lead vocal luôn luôn là người nhận hết credit, đúng không? Trong đó thành công đấy đâu chỉ đến từ một mình ông ấy. Và cái này nói ra thì nó cũng sẽ hơi gọi là nó hơi gọi là đi sâu quá, nhưng mà qua đấy thì mình thấy là để mà phân tích một bài rap nào hơn bài rap nào ấy, thì trước tiên chúng ta phải tách biệt phần rap và phần nhạc. Vâng. Bởi vì có thể hoàn toàn cái phần nhạc, phần mixing nhá, nó không phải là cái công sức của ông rapper đâu. Có rất nhiều rapper bây giờ nhá, đã tự làm nhạc và tự mixing được rất là giỏi. Ok, các bạn ấy rất là tuyệt vời. Nhưng mà đấy là công việc của một engineer, đúng không? Của một kỹ sư âm thanh, của một nhạc sĩ. Còn nếu mà nói về rap thì chúng ta sẽ lại phân tích cái phần mà rap của người ta. Ví dụ như một cái bạn mà các bạn tự sản xuất ấy và tự làm một bài ấy, vâng. Bạn có thể là một nhà sản xuất rất là giỏi và cùng lúc đấy bạn là một rapper rất là tệ nhá. Chúng ta sẽ phải phân biệt hai cái đấy. Không thể nói bởi vì bạn sản xuất hay và có thể coi bạn là một rapper giỏi được. Nếu mà đánh giá một nhạc sĩ, một nhạc sĩ nói chung nhá, một nhạc sĩ về một cái sự hòa, gọi là cái sự dung hòa giữa cả rap lẫn cả nhạc ấy, thì ok. Nhưng mà nếu mà mình muốn phân tích xem liệu có phải là rapper giỏi hay không ấy, thì hãy tách phần rap ra khỏi phần nhạc đi. Và lúc đấy thì sẽ là những cái yếu tố như mình vừa nói, đó là yếu tố thể hiện và yếu tố lời. Yếu tố thể hiện thì là chất giọng này, cách sử dụng giọng này, cách rap nhịp này, flow là, đúng không? Đấy. Còn với phần lời thì thứ nhất là nội dung anh ta viết. Rap là để gửi một cái thông điệp. Bây giờ các bạn trẻ đang bảo là rap cần gì đâu, rap tôi vibing theo là được rồi, tôi cảm nhận cái cảm xúc là được. Nó gọi là sẽ có rất là nhiều bạn fan, trong đấy có thể có những cái người sẽ đang xem chương trình này và nói là tôi không quan tâm kỹ thuật, tôi là một người fan, đúng không? Tôi là một người fan, tôi là một người nghe nhạc bình thường, tôi cần sự giải trí. Ok, ông bảo ông rap hay đúng không? Nhạc ông không hay, biến, tôi không quan tâm đến ông. Tôi thấy bài này hay là được. Và cái anh rapper này, anh ra nhạc hay là được. Tôi việc gì tôi phải tìm hiểu thế, tôi chỉ cần đến nghe giải trí cơ mà. Vậy thì bây giờ với những cái người nói như thế thì tại sao? Họ nói đâu có sai. Vâng. Họ nói đâu sai đâu. Nhưng mà thực ra cái này thì cũng là một cái mình muốn đến dành cho tất cả những muốn gửi, không chẳng phải thông điệp gì đâu, nó chỉ là một cái gọi là một cái nhắn nhủ thôi với tất cả các bạn nghe. Thực ra ấy, các bạn hiểu ấy, không phải là để cho bọn mình được cái lợi, được cái view hay là được tiền gì từ các bạn cả. Cái việc các bạn hiểu cái đấy ấy, chỉ là để các bạn có thể trân trọng những cái công sức của cái người rapper họ viết ra. Ví dụ như Việt Anh cũng nói ấy, đôi khi được tạo ra một cái sản phẩm ấy, được đóng góp vào một cái sản phẩm thành công ấy, đã là cái hạnh phúc lớn nhất của nghệ sĩ rồi, đúng không? Vâng. Vậy thì cái đau khổ lớn nhất của nghệ sĩ là gì? Đó là khi họ làm ra sản phẩm đấy mà họ bị sổ toẹt những cái công lao của họ. Và đôi khi bây giờ ấy, chỉ vì một cái bản nhạc nghe nó vào tai thôi, và người ta ca ngợi một nghệ sĩ, một rapper, ca ngợi một rapper, ổn, không sao hết. Nhưng vấn đề là sau đấy họ lại so sánh cái rapper đó với những rapper khác, có thể là ít thành công hơn, ít phổ biến hơn, và họ đánh giá là cái rapper thành công hơn kia giỏi hơn những rapper không thành công. Và điều đấy không khác gì là một cái tát vào mặt những cái người mà đang rất là cố gắng đầu tư ấy. Và có thể là bởi vì họ không có điều kiện, nên là họ không có điều kiện làm việc với những cái producer giỏi thì sao? thì họ cũng phải chấp nhận việc đấy, đúng không? Họ cũng phải chấp nhận việc đấy. Và nếu mà khi mà chúng ta cứ lấy một cái tiêu chuẩn mà một cái sản phẩm thành công do rất là nhiều người quy hết về một người, vẫn ổn. Sau khi quy hết về một người đấy, chúng ta lại lấy cái thành công đấy và đi chê những cái nghệ sĩ khác không thành công hơn, không thành công bằng, view ít hơn, thì đấy là một cái điều rất là tồi tệ. Và thực sự là nó cũng sẽ giết chết sự sáng tạo ấy. Tại vì có rất nhiều nghệ sĩ họ nản chứ họ không muốn làm đâu, họ nản lắm. Làm ra sau cứ bị so sánh ấy. Thật sự là bị so sánh đã là không ai thích rồi, sao lại còn bị so sánh với một cái thằng mà người ta biết là cái thằng đấy thực ra nó rất là kém, nó không bằng mình, đúng không? Hoặc là có thể nó rất là giỏi nhưng mà nó không giỏi bằng mình. Thì đấy là việc người ta không thích. Người ta cảm thấy có gì đấy nó không được tôn trọng. Thì mình muốn là những bạn nghe nhạc ấy, có thể là các bạn không cần phải tìm hiểu sâu về cái đấy, nhưng mà chúng ta nên biết và nên trân trọng nó, thì để chỉ đơn giản là để tôn trọng nghệ sĩ thôi. Thực sự nghệ sĩ mà họ làm ra nhạc ấy cũng chưa chắc là họ đã thực sự muốn kiếm được nhiều tiền từ các bạn hay là được nhiều view đâu, nhưng mà họ chỉ cần nghe một cái sự gọi là một cái lời cảm ơn ấy, hoặc là một cái sự ghi nhận thôi là họ đã rất là vui rồi. Và nó sẽ rất là tệ nếu như mà các bạn không trân trọng cái nỗ lực của họ chỉ vì những cái yếu tố khác mà không đến từ họ. Em có nghe thằng em trong công ty nó bảo là ở rap, cộng đồng rap Việt thì nó có một cái giai thoại là trong máy tính của anh Hưng Cao thì có tất cả tên các rapper, rồi thích diss ai chỉ việc lôi ra để diss thôi. Nên là cái đấy là một cái joke, em nghĩ là một cái joke thôi. Nhưng mà nếu mà thật thì nó kinh khủng quá. Thì chứ câu hỏi của em ở đây là không phải là câu hỏi ở đấy có phải là fact hay không nhá, mà nó có một cái rumor kiểu như vậy đây, một cái tin đồn kiểu như vậy, nó giống như kiểu là ông Hưng Cao này rất là hổ báo hay là chiến và chung cũng không ngại va chạm. Thế thì em nghĩ là cái cá tính này của anh thì chắc chắn là em cũng có phần nào cảm nhận được cuộc nói chuyện của anh em mình từ nãy đến giờ. Thì em chỉ muốn hỏi rằng là cái cá tính không ngại va chạm này của anh ấy nó có khiến cho anh gặp gọi là phiền toái hay là khó khăn gì không? Thực ra mình là người rất ngại va chạm. Anh ngại va chạm. Mình rất ngại va chạm luôn, cho nên là các bạn sẽ thấy là những cái trận chiến, những cái trận beef mình đã trải qua ấy, mình thường chỉ ra một bài ấy. Thì tại vì một bài tại vì thế là đủ rồi anh, hay là thế là đủ, ok, quá mạnh rồi. Có thể coi là thôi thì kết quả trận chiến nó cũng thể hiện ra là thế là đủ. Tuy nhiên thì nó lại một cái yếu tố khác. Thực ra là cá nhân mình là người rất là ngại va chạm nhá. Vì mình ngại va chạm ấy, cho nên là mình muốn chấm dứt cái trận đấu càng nhanh càng tốt, càng dây dưa rất là khó chịu và nó ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Nó không thoải mái đâu. Ví dụ như là khi mà mình đi làm cái gì đấy mình cứ nghĩ là thôi lằng nhằng về lại phải chửi nhau với thằng này, mà bây giờ mình không chửi nó thì lại bọn fan nó lại chửi mình. Đấy, nó rất là mệt, cho nên là tức là mình là người rất là ngại va chạm, cho nên là mình muốn ra một cái bài nó sẽ phải end game luôn. Đấy, thực ra là như thế. Cho nên là mình không hề gặp vấn đề gì với cá tính không ngại va chạm nhá, tại vì bởi vì mình là người rất ngại va chạm. Tức là mình cũng có khá là nhiều va chạm ở trong giới, nhưng mà thực ra thì nếu mà mọi người xét ra thì nó hoàn toàn liên quan đến vấn đề chuyên môn thôi. Đó là những cái khác biệt về quan điểm nghệ thuật này, thế rồi những cái như bạn nãy nói đấy, tức là đôi khi bọn mình bị dìm hàng, bị đánh đồng, rồi bị chê vì những cái mà không phải vấn đề của bọn mình và cái công sức bọn mình bỏ ra nó không được ghi nhận ấy. Thì mình không nghĩ đấy là va chạm, mà mình đấy gọi là lên tiếng đòi quyền lợi đúng hơn. Và khi mà đòi quyền lợi được rồi thì thôi, có gì đâu. Những cái mâu thuẫn đấy thì mà mình từng dính vào ấy, chủ yếu là nó liên quan tới vấn đề là quan điểm nghệ thuật. Và thực ra cũng không hẳn là quan điểm nghệ thuật đâu, tại vì mình là người rất là thoáng ấy, các bạn làm như nào là việc của các bạn ấy, còn mình thì mình cứ làm của mình ấy. Cái mình duy nhất mình muốn ấy là các bạn tôn trọng cái bọn mình làm. Thực sự thì vào cái thời kỳ đầu mà khi cái rap kỹ thuật ấy, technical rap ấy, nó cũng đã từng tồn tại trước đấy, nhưng mà mọi người tồn tại theo tính một cách rất là bản năng ấy, mọi người không thực sự nghĩ về nó. Thì khi mà bọn mình RVP mới thực sự hệ thống hóa lại và mang nó đến theo một cái khác, thì mình không hiểu tại sao nhá, bọn mình nhận được rất là nhiều cái sự ghét từ cộng đồng và họ chửi rất là nhiều. Mà mọi người phải biết là đối với một cái cộng đồng toxic ấy, một cái cộng đồng rất là độc hại ấy, thì cái việc mà người ta phản đối nó không chỉ đơn giản là phản đối đâu, nó là lăng mạ, nó là sỉ nhục, nó là đe dọa, dọa đánh, dọa giết rất là nhiều. Thậm chí có những rapper nổi tiếng lên TV cũng đã từng làm việc đấy bọn mình. Đó. Do đó thì bọn mình phải làm gì bây giờ? Xin lỗi à? Không, tôi đúng tôi không xin lỗi. Thứ hai nữa là nếu mà tôi làm đúng mà tôi xin lỗi ấy, tất cả những cái thằng rapper trẻ nó sẽ nghĩ là bọn tôi làm sai, và thế là một thằng ngu sẽ kéo ra rất nhiều thằng ngu khác nó ngu theo. Bởi vì khi cái thằng đúng đã bị dập rồi ấy, thì những cái thằng không biết nó sẽ nghĩ thằng đúng mới là thằng sai, còn thằng sai mới là thằng đúng, thì tất cả sẽ làm sai theo. Đó, thì vấn đề là như thế. Thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc là dù rất ngại va chạm nhưng vẫn cứ phải đứng lên thôi. Và rất nhiều group khác nó chửi rất là căng luôn. Và đến cái mức độ mà phải ra bài ấy, thì nó đã gọi là buộc lòng là phải ra rồi. Và cái thứ hai nữa là nói thật chứ cái này thì mình nói lại bảo là hơi thế nọ thế kia. Thì Hưng Cao không ngại va chạm đúng không? Nhưng mà các bạn nghĩ mà xem, có bài nào của Hưng Cao chửi người khác là Hưng Cao chửi trước không? Toàn là người ta chửi trước rồi thì mình rap lại. Nhưng mà sau đấy thì rap lại xong thì họ lại quên luôn là mình là người bị hại, họ coi mình mới là người đi hại người khác, và thế là nó tạo thành một cái là mình là người đi gây sự. Thực ra chẳng có, toàn người ta đi gây sự mình trước rồi. Toàn cả 3 bài diss đều là bài rap người khác, có bài nào chửi trước đâu. Đó, gọi là tự vệ đúng không anh? Nó là tự vệ. Tại vì thực sự là có nhiều cái nó quá đáng lắm. Cái chuyện mà 2016, 2017 nó dọa đánh, dọa giết nhiều lắm luôn. Nhiều hôm ra Trà Đá có thằng nó chụp cái ảnh nó gửi về bên kia, bảo chụp đúng cái lưng mình ngồi vào đấy luôn, bảo thằng này đang chỗ anh này, chỗ em này, anh có cần em xử nó không? Đấy, cũng may quá chưa bạn nào xử cả. Chưa bạn nào xử mình cả, tại vì mà đăng như thế lên Facebook thì cũng hơi lệ ông tôi ở bụi này. Nhưng mà nói thật, nói thì nói vui thế chứ bây giờ giả dụ mà có một người kích động ấy, một người quá khích ấy, nhất là các bạn trẻ, các bạn rất là quá khích đúng không? Lỡ mà các bạn ấy làm gì thật thì sao? Thì nó gọi là, người ta hay có câu mình cũng không nhớ lắm, nhưng mà kiểu mạng nó là mạng vứt đi ấy. Không đáng. Nó vứt đi mạng nó chả sao cả, nhưng mà mình vứt đi mạng mình không đáng. Thì mình thấy là như thế. Thì nên là mới bảo là thực ra thì cũng không phải là mình va chạm, mà mình toàn bị va trước thôi. Nhưng mà không cứng lại thì cũng không được. Nói chung cũng cứng trong cái phạm vi nhất định, cũng luôn cố gắng giữ nó ở chỉ mức độ chỉ trên nhạc thôi, và chỉ là để cái trên cái mức độ lý luận thôi. Còn mà đã ra đến va chạm bên ngoài thì nhìn chung là cả hai bên nó đều thiệt, và thực sự mình thì mình thiệt hơn. Có rất nhiều, nói thật nha, rất nhiều rapper gang thực ra là bố mẹ các bạn rất là giàu, các bạn ấy cũng chả nghèo đâu, và có khi là các bạn ấy gang ấy, nhưng mà khi va vào các bạn ấy thì các bạn ấy lại lấy pháp luật ra làm việc đấy. Cho nên là mình cũng chủ động tránh. Giống kiểu ra đường bây giờ ấy, mình cũng chẳng biết là cái thằng mình vừa lừa ấy nó là con ông nào. Nên là thôi, từ lúc đầu bọn mình cũng luôn cố gắng giữ cái đấy nó ở cái mức độ gọi là hòa bình vui vẻ nhất có thể thôi. Khi nào căng quá mới thế. Cho nên là đấy, không phải là mình thích va chạm nhá, mình là thằng rất là ngại va chạm, rất là sợ va chạm luôn. Nhưng mà có những cái mình chỉ gọi là lên tiếng để bảo vệ quyền lợi anh em thôi, thì nó thành như thế. Tức ngày xưa em thấy cái văn hóa gọi là beef, diss đấy, như anh nói là nó đôi khi là nó khá là căng thẳng, thậm chí có thể ra đến câu chuyện gọi là xung đột ngoài đời luôn. Nhưng mà em thấy ở thời điểm hiện tại thì anh có thấy nó khác không? Vì em thấy các bạn rapper trẻ giờ lên beef cũng nhiều khi cũng bây giờ thì rõ ràng rồi. Tại vì thứ nhất là nhà nước để ý, mọi người cũng tém cái vấn đề đấy hơn. Thứ hai nữa là vấn đề bây giờ nó trở thành một cái việc có thể kiếm ra tiền ấy, và đương nhiên thì dĩ hòa vi quý mà. Đi làm ăn thì cứ vui vẻ thôi, hai bên đôi bên cũng có lợi. Các bạn cũng trở nên gọi là kiềm chế hơn khá là nhiều trong vấn đề va chạm như thế này. Tuy nhiên thì vẫn có, nhưng mà có thì cũng bài hát ra nó cũng chỉ mang tính chất nó nhẹ hơn. Và kể cả là có ra bài rồi thì bằng một cách nào đấy thì các bạn gặp nhau, các bạn vẫn thể bắt tay vui vẻ được. Cá nhân anh thì nghĩ là tốt. Mình thấy là tốt, nhưng mà mình thì mình không làm được thôi. Tại vì mình thì nói sao nhỉ? Thủ vặt à? Không đến mức. Nhưng mà nói thẳng ra thì một cái người mà đã từng có va chạm mình ấy, mình sẽ thấy rất là khó để có thể gọi là cư xử một cách thoải mái bình thường với họ được. Không có nghĩa là mình ghét họ nhé, nhưng mà chỉ đơn giản là mình sẽ thấy không thoải mái lắm khi ở gần họ, hay khi tiếp xúc với họ, hay tệ hơn nữa là bắt phải cười với họ ấy, thì mình không thoải mái lắm. Thế thôi. Đấy, có thể đấy là một cái lý do mình không hợp làm nghề này lắm. Khi đúng là cái gì cũng thế nha, khi đã dính đến tiền và đã dính đến business kinh doanh vào ấy, thì mọi người cũng phải biết cách ngoại giao ấy. Còn mình thì mình không phải là người quá là giỏi ngoại giao, mình nghĩ thế. Đấy, đang nhắc đến câu chuyện là đấy không phải là nghề chính của anh. Thì em biết là anh là nghề chính của anh là dạy tiếng Anh, là giáo viên dạy tiếng Anh. Nhưng mà rõ ràng là, tức là nếu xét về là cái độ phổ biến của rap vào thời điểm hiện tại, và nói chung là nó cũng thu được ngày càng nhiều chú ý hơn. Cái khả năng của anh em nghĩ là cũng đã được khẳng định rồi. Tức là có bao giờ anh cân nhắc về câu chuyện là hay là ví dụ mình theo đuổi rap, mình maybe là chuyển nó thành nghề chính vì xã hội đã thay đổi hay vì mọi thứ đã thay đổi, hay là anh cảm thấy là tôi không giỏi ngoại giao lắm trong chuyện đấy nên là tôi thích cái này hơn? Mình sẽ nói hai câu trả lời nhá. Vâng. Câu trả lời thứ nhất là câu trả lời theo góc nhìn của những hater, những anti-fan của mình, những cái bạn mà giả dạng là fan 10 năm rồi nhưng mà vẫn chửi mình 10 năm một màu á. Đó là bởi vì tài năng nó chỉ đến thế thôi, không lên được nữa, cho nên là lấy cái lý do là không hợp, lấy cái lý do là muốn làm nghề khác để bao biện cho sự không thành công của mình. Ok, đấy là những cái gì mà những các bạn fan sẽ nói. Và bất kể là mình, các bạn anti-fan sẽ nói, mình nói thật là tất cả mình có nói cái gì đó các bạn, đấy là cái, ở trong đầu các bạn luôn rồi nên mình đọc sẵn luôn. Còn đây là câu trả lời từ phía mình. Thì thứ nhất, mình nói thẳng luôn là mình không còn phù hợp ở đây nữa, nhạc của mình nó không còn phù hợp nữa. Người ta hay gọi là Almeta đấy, nhà Almeta đấy. Thì bây giờ thực sự là các bạn trẻ nghe một thứ nhạc nó rất là khác so với cái mà mình vẫn thích. Đúng không? Cách đây 10 năm Eminem là cái tên rất là hot, nhưng mà bây giờ các bạn trẻ bây giờ còn chẳng biết Eminem là ai, hoặc là biết thì cũng biết thôi, chưa nghe bao giờ, hoặc là nghe thì cũng nghe những cái bài gần đây chứ không phải nghe nhạc ngày xưa. Cho nên là cái âm thanh mà các bạn nghe quen và các bạn thấy hay ấy, nó rất là khác với cái âm thanh mà mình thấy hay. Nên mình thì cũng không phải là người quá là gọi là nghiêm túc với cái nghề nhạc đến cái mức độ mà sẽ cố gắng để thay đổi theo cho phù hợp với các bạn ấy. Nên là thứ nhất là mình thấy là mình không phù hợp nữa. Cái này mình nói thẳng luôn, chẳng có, mình không phải ngại khi phải thừa nhận là thực sự thì ngay thì hết thời, nghe hơi căng, nhưng mà thực sự là gọi là hết thời cũng không sai đâu. Tại vì bây giờ không còn là thời người ta nghe những cái âm thanh như lúc đấy nữa. Có thể là 5 năm trước, 4 năm trước, đúng không? Khi lúc đấy mình ra QLC này, mình ra Như Bản Tình Ca, mình ra sẽ có nhiều khi lúc đấy các bạn thấy ok hay, về quen cái đấy, đúng không? Nhưng mà lúc đấy là 3, 4 năm trước rồi, 5 năm trước rồi, nửa thập kỷ trước rồi, 5 năm trước nghe nó gần, đúng không? Ngay nửa thập kỷ nghe nó khác ngay. Thì bây giờ các bạn nghe cái âm thanh khác, mình không còn phù hợp nữa. Đấy lý do thứ nhất, mình không theo. Lý do thứ hai là như mình nói, thực sự là mình cũng không thoải mái lắm khi, không phải là vì có beef hay là có gì đâu nhá, mà thực sự là tính mình rất là ngại gặp người ngoài, rất là ngại gặp người ngoài luôn. Có lẽ là Việt Anh cũng hiểu điều đấy cho nên là cũng có nhắc luôn là ngày hôm nay phải có bạn Tuấn Hiếu của mình để cho mình thấy yên tâm hơn. Nên thực sự thì mình khá là ngại gặp người ngoài, và do đó thì ví dụ như là có người mà có một bên agency nào đấy muốn mời mình chẳng hạn, thì thực sự là mình sẽ đôi khi mình sẽ chọn cái giải pháp là chắc là thôi mình chả đọc tin nhắn đâu, coi như không đọc đâu, tại nghĩ thì người lười ngồi nói chuyện người ta mà chẳng biết được bao nhiêu tiền, đi hát mà 3 triệu 4 triệu thôi chả đi hát còn hơn. Mình nghĩ là cũng có nhiều bạn nghệ sĩ gặp cái tình trạng đấy, cho nên là các bạn sẽ luôn luôn có bạn quản lý, đúng không? Thì mình thì cũng đã từng có bạn quản lý, nhưng mà bây giờ thì bởi vì mình cũng không đi theo cái nghề đấy nữa nên là mình cũng thôi, cũng không nhờ bạn ấy quản lý nữa. Đấy thì bây giờ là mình tự quản lý mình nha. Đấy là lý do thứ hai, tức là do cái cá tính. Đấy, và bởi vì như thế nên là lại rất sợ nơi đông người nữa, đi show nó không phù hợp lắm. Và thứ ba có lẽ là một cái lý do cũng rất là chính khiến mình không muốn đi theo cái nghề này, là bởi vì nói thật là các bạn đi club này, các bạn đi bar này, các bạn muốn làm việc gì trên đấy? Các bạn muốn vui, đúng không? Các bạn muốn vui này, bạn gái kia rất là hấp dẫn, làm thế nào để cô ấy đi chơi với mình đêm nay này, đúng không? Nhưng mà Hưng Cao viết cái loại nhạc gì? Lời bố nói tối qua sáng ra đã quên. Thế là lúc mà các bạn đang chuẩn bị kéo quần xuống ấy, lắp bật cái bài đấy là các bạn gái kéo quần lên, các bạn đi về. No. Cái nhạc mình làm, cái điều mình muốn nói nó không phù hợp với những cái môi trường business. Cho nên là nếu mà bảo mình không muốn kiếm tiền từ nhạc thì cũng không đúng nhá. Thực sự thì mình vẫn kiếm tiền từ nhạc, nhưng mà từ những cái kênh khác, ví dụ như mình đi làm giám khảo này, đúng không? Là một cái nó rất cần cái tính mô phạm và tính kiến thức chuyên môn ấy. Ok, mình hoàn toàn nhận nhá, mình nhận một rất là vui vẻ nhá. Hoặc là mình có thể đến những cái buổi talk như ở đây chẳng hạn, đúng không? Mình rất là vui vẻ để nhận nhá. Nhưng mà để mà thực sự mà nói thì cái phần lớn, một cái phần khá là lớn thu nhập của nghệ sĩ nói chung và rapper nói riêng ấy, thì là đến từ việc đi diễn. Thì thực sự nhạc của mình nó không phù hợp để đi diễn dù bất kỳ thời điểm nào đi chăng nữa. Nên là đấy là những cái mà mình thấy là mình không phù hợp với cái môi trường đấy. Cho nên là thôi, thay vì cố gắng để thay đổi và làm cái thứ mình không thích ấy, thì thôi mình làm một cái thứ khác mà mình cũng thích đi, đó là đi dạy. Ý là nếu mà thực sự mình đam mê một cái gì đấy hoặc mình nói mình đam mê thì theo em là nó như thế nào nó vẫn là đam mê. Và mình khi mà mình không có một cái áp lực về câu chuyện là phải biến cái đam mê đấy thành một thứ gọi là kiếm tiền ấy, thì nhiều khi mình lại được tự do hơn thì nó mới là đam mê chọn của mình. Thì ra thế. Nó giống như là các cái bạn bây giờ gần như ấy, nếu mà mình hỏi 100 cái cậu học lớp 8 hoặc lớp 9 đi, bảo là có muốn sau này làm gamer không, chắc là 90 bạn ok. Nhưng mà mình đã từng có những cái cậu em đã từng sống cuộc đời ăn cơm tuyển một thời gian và bảo là chơi game không còn thấy hay nữa đâu, cứ 8 tiếng một ngày cứ lặp đi lặp lại mà nó ngấy ấy, nó giống như kiểu là các bạn ấy cảm thấy mình như một cái máy ấy. Và sau đấy thì một thời gian ngắn 3 tháng, 6 tháng thử việc thì các bạn ấy cũng có bạn thì nghỉ, và có bạn thì nói thẳng là em không còn chịu được nữa, em không đáp ứng được yêu cầu nữa. Thì đó, thì khi mà nếu mà nó còn là đam mê thì có thể là mình còn hay, chứ còn nếu mà mình không phù hợp lắm với cái môi trường đấy thì nó sẽ mà mình cứ cố phải làm theo ấy, thì đôi khi nó sẽ không phải là mình lắm. Có những người sẽ chịu được, có những người sẽ chịu được, nhưng mà mình thì là người không chịu được. Mình lấy một cái ví dụ đơn giản đó là Andre Rayhan, đúng không? Andre Rayhan thì các bạn sẽ thấy là nhạc Andre thì rất ba club bật rất là nhiều và rất là bắt tai. Nhưng mà mọi người nghĩ lại xem Andre có phải gồng mình để làm cái đấy không? Không hề. Bởi vì ngay từ khi Andre còn underground, Andre đã làm nhạc như thế rồi. Bởi vì đấy là con người của Andre, và con người Andre nó rất fit, nó rất là hợp với cái môi trường sôi động như vậy. Thì đấy là khi mà đam mê kiếm ra tiền. Thế còn như trường hợp của mình thì nếu mà mình muốn như thế thì mình cũng phải thay đổi ấy. Mà thực sự mình không sống lifestyle như vậy thì mình thay đổi nó sẽ không được hay lắm, nó không được chuẩn, không được thật đúng không? Không được ra văn là người mà. Đúng rồi. Mà hip hop lại còn real đúng không? Lại rất đề cao cái tính thật. Thì bây giờ mình là một thằng đầu to mắt cận, ở nhà chơi điện tử, giặt quần áo, rửa bát, đi học đi làm rồi về nhà thôi, đúng không? Mình cũng mình viết như thế kia thì nó cũng không thật với con người mình lắm. Thì mình không làm được. Đây là lý do tại sao mà mình quyết định là hãy đi làm một cái nghề khác và duy trì nhạc rap như một cái đam mê. Và nếu mà có cái cơ hội kiếm tiền mà phù hợp với cái năng lực của mình trong rap thì mình vẫn luôn tóm lấy nó nhá, chứ không phải là không đâu nha. Hoàn toàn có. Vâng. Anh có theo dõi Rap Việt không? Mình có theo dõi thôi. Còn bởi vì Rap Việt nó là vào tối thứ 7 đúng không? Tối thứ 7 mà nó là cái lúc máu chảy về tim mà. Nhất là với một người mà kết hôn rồi ấy, thì cũng phải dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Thì cũng không chỉ gọi là theo dõi thôi, chứ cũng không có nhiều cơ hội được xem. Giống như kiểu là xem C1 ấy, xem C1, xem bóng đá qua 24h.com ấy, 24h.com. Đấy, mà đúng kiểu đấy đấy. Anh nếu mà ví dụ xem Rap Việt mùa này đi, nói về mùa này đi, tại vì em cũng xem Rap Việt. Em thấy cũng khá thú vị và nhiều thí sinh cũng khá là hay. Thì với cá nhân anh thì anh đánh giá, anh có nhìn nhận hay anh đánh giá thí sinh nào là tiềm năng mà anh cảm thấy rất thích không? Thực ra rất là khó, bởi vì mình không xem đầy đủ ấy, cho nên mình cũng không thể thấy được tất cả những thí sinh. Đấy, sẽ có những cái bạn mà rất là hay mà mình không xem. Bởi vì mình không xem buổi đấy. Nhưng mà với những cái người mình biết và mình đã được xem qua đi. Thì ví dụ như là mình sẽ rất thích Rai chẳng hạn. Rai thì là mình nón vàng, đúng, là một người mà mình chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của Rai cả, bởi vì trên tư cách là một người xem truyền hình cũng như là trên tư cách một người đã từng quen Rai bên ngoài thì chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của cậu bạn này. Nói chung là đấy là một ứng cử viên rất nặng ký. Tiếp theo đó là một cái tên cũng hơi gây thất vọng, hơi gây tiếc nuối cho đa phần khán giả một xíu, đó là Megashock đúng không? Mà Ellen. Bạn đi thi lấy tên Ellen đúng không? Thì rất là tiếc nuối khi mà bạn ấy có cái phần trình diễn phải nói là rất là tuyệt vời. Đó, mình cũng biết Megashock ở bên ngoài, cũng có Facebook, cũng có tương tác sơ qua một vài năm trước. Đấy thì thấy là việc bạn bị loại một cách hơi đáng tiếc như thế rất là phí. Đấy, ngoài ra thì cũng không biết nhiều lắm. Minh Lai nhá, mình rất thích Minh Lai nhá. Minh Lai em rất thích. Minh Lai khá là tếu, thú vị. Lil Grace, bạn gái đấy rất là đáng yêu. Tối ngày hôm trước thì mình cũng vừa xem, thì còn ai nữa ta? Có Richie DIC, Đó, đấy là một vài cái tên mà mình có biết bên ngoài, biết từ trước khi bạn lên truyền hình và mình có được xem. Còn bên còn đấy mình vẫn tin là có rất nhiều bạn khác cũng rất là thành công. Hydra, Hydra, hay bọn mình hay gọi quen là Tít, Tít Y dài không dấu, là tên Facebook của bạn ngày trước. Thì đấy là những cái bạn mà rất là xuất sắc, đó có tiềm năng, Gừng này hay Test này, đấy toàn là những cái bạn mình thấy rất là tiềm năng thôi. Nhưng còn để mà bảo nhận xét sâu hơn thì hơi khó, tại vì đấy những cái tên đấy là những cái tên mình hoàn toàn biết nhé, thậm chí là có quen bên ngoài nhé, nhưng mà lại rơi vào những cái hôm mình không xem, mình chỉ nhận xét là những cái hôm mình xem thôi. Vâng. Thì đấy mình thấy như thế. Vâng, nói chung là cũng chỉ là câu chuyện quan điểm cá nhân để xem cái. Vì em cũng là một người xem Rap Việt và em cũng thấy năm nay thực ra có rất nhiều thí sinh mà em cảm thấy rất là căng, năm nay rất là căng. Vâng, rất hay và rất căng. Thế nên là em cũng khá là tò mò, không biết là sau đấy nó sẽ diễn tiến như nào, biến chuyển ra sao, nhưng mà cũng muốn hỏi một tí để xem là anh có theo dõi không và vẫn update tình hình cộng đồng không. Thì em có một câu hỏi này đang tiện nhắc đến Rap Việt. Thì em nghĩ là Rap Việt là một chương trình rất là thành công về mặt gọi là truyền thông, và em cũng không biết thương mại thì em không rõ, nhưng mà về mặt truyền thông thì rất là thành công, và chắc chắn là nó cũng thay đổi, tức là nó có những tác động nhất định đến với cộng đồng rap và cộng đồng gọi là underground đi. Theo anh là những cái sau những cái thay đổi tác động như thế thì Rap Việt nó sẽ phát triển như thế nào, và bản thân anh thì cũng là một người rất là tâm huyết với cộng đồng, đúng không? Mình cũng nhìn thấy rất nhiều các hoạt động cũng cái đấy thì chắc là không cần phải bàn rồi. Thì từ góc nhìn của anh thì những cái thay đổi như vậy nó có phải là một thứ mà cá nhân anh cảm thấy là rất là trông chờ không? Thực ra thì nó có nhiều cái tác động cả tích cực và cả tiêu cực. Nói dài nó hơi nhạy cảm một xíu. Ví dụ như là nếu mà nói về cái mặt tiêu cực thì mặt tích cực trước nha. Mặt tích cực trước là nó giúp người ta biết đến rap nhiều hơn. Các nghệ sĩ rap có cơ hội kiếm tiền và biến nó thành nghề. Có cơ hội cao hơn rất là nhiều. Có nhiều người đã làm giàu từ nó, khiến cho khán giả cũng hiểu hơn về dòng nhạc này, là có một cái dòng nhạc như thế này và nó hấp dẫn như thế. Thế mà về mặt tiêu cực thì cũng chính là những cái vừa rồi, giúp cộng đồng phát triển nhiều hơn, đúng không? Nhưng mà bạn nào cũng y hệt như trên Rap Việt hết, bạn nào cũng hát à. Rồi thì kiếm ra tiền, đúng không? Nhưng lại chỉ kiếm tiền từ những người nổi nhất thôi nhá. Những người không nổi vẫn đó như thường. Cũng không có đất cho những cái người ở tầm trung. Về mặt người xem, đúng không? Giúp người xem hiểu hơn về cộng đồng, có cộng đồng nhạc rap, có dòng nhạc rap, đúng không? Ok, đúng, nhưng mà bên cạnh là gì? Người xem bây giờ còn không phân biệt được đâu là R&B, đâu là melodic rap, đâu là rap, thậm chí đâu là hát. Thậm chí là chỉ cần một rapper người ta đứng hát thôi, người ta cũng bảo đấy là rap. Thì đấy nó sẽ có nhiều cái. Nhưng mà đấy mình nghĩ đấy cái chuyện bình thường của việc phát triển nóng ấy, nó như quả bong bóng ấy, nó thổi phồng lên, đúng không? Khi mà người xem chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và chưa có cái sự tiếp xúc đủ lâu để mà hiểu rõ về mọi mặt của, để mà hiểu hơn, nên mình không dám dùng từ hiểu hơn về những mọi mặt của rap ấy, thì người trẻ chỉ thấy là đây là cái cốc, bởi vì ông đưa cho tôi cái cốc, còn một cái nó hình giống như thế cũng để chứa nước, nhưng có cái quai ấy, tôi không biết đấy có phải là cái cốc hay không. Giống như một đứa trẻ con ấy, khi mà bọn nó hỏi đây là cái gì hả bố này, đây là cái cốc, đúng không? Thì bọn nó sẽ hiểu một cái rất là, với những cái trong giai đoạn đầu các bạn sẽ hiểu là đây mới là cái cốc này, có cái quai ấy, không phải cái cốc đâu. Đó. Nhưng mà khi mà các bạn ấy tiếp xúc với nhiều cái cốc trong một thời gian, và cũng là nghe như bố mẹ nói, đưa cái cốc, đưa cái ca, đưa cái gì, đưa cái nọ cái kia, thì các bạn mới hiểu là, hình dung là cái cốc là một từ chỉ chung, và cái cốc nó có nhiều hình dạng, dù là hình dạng như nào thì nó vẫn là cái cốc. Nhưng mà khán giả Việt Nam thì nó chưa, nó đang ở cái mức độ rất là sơ khai ấy, khán giả đại chúng ấy. Thì đấy thì các bạn sẽ hình dung là đây là cái nhạc rap này. Còn cái nhạc rap mà không hát ấy, mà đọc ấy, đấy không phải nhạc rap. Đấy là những cái vấn đề xảy ra đối với nhiều bạn fan mới sau mùa 1 và mùa 2. Tuy nhiên thì cái mùa 3 này nó có cái điểm cộng rất là tuyệt vời, đó là cái việc rap bọn mình hay gọi là rap thuần chay ấy, tức là rap đúng nghĩa, gọi là rap đấy, dùng giọng đấy, rap nói đấy, thì nó đã quay trở lại rất là nhiều, và mình cũng rất là hy vọng là qua cái sự xuất hiện trở lại đấy của cái rap này thì những cái khán giả đại chúng sẽ hiểu hơn về rap, và do đó thì nhờ vào thế thì các bạn sẽ trân trọng hơn những cái nghệ sĩ mà làm những nghệ sĩ rap mà làm những cái thể loại rap khác với những gì các bạn xem trên TV. Bọn mình thì thực sự là đã không kiếm ra tiền, chỉ cần các bạn có sự trân trọng, tôn trọng rồi, ghi nhận rồi đã vui rồi. Các bạn nghe bài ông này đầu tư ok, các bạn không bao giờ nghe lại nữa cũng được, nhưng mà bảo là hát chả hay. Tôi là rapper mà tại sao lại bảo tôi hát hay không? Đó thì đấy, đừng như vậy là được. Thế thôi. Ok, em nghĩ là đấy là những chia sẻ khá là thú vị, vì em nhớ là hình như trong cái tập gần nhất của Rap Việt mà em xem hình như cũng giám khảo Thái. Yeah. Anh Thái đấy còn nói câu đấy cũng hơi gây tranh cãi đấy. Vì đúng là đúng không? Chúng ta thấy là có rất là nhiều nghệ sĩ thành danh nhờ việc hát, nhiều nghệ sĩ rap thành danh nhờ việc hát nha. Thì thực ra nó là cái vấn đề đấy, nó từ ngày xưa rồi. Nó từ ngày xưa và thực sự là nó cũng bị anti đấy khá là nhiều từ ngày xưa, từ thời mà LK và VD còn chửi nhau đấy. Nó đã có từ hồi đấy rồi cơ. Thế nhưng mà dần dần thì mọi người cũng thoáng hơn. Đấy, cho đến khi chương trình lên thì người ta lại bắt đầu gây ra cái tranh cãi đấy. Cái tranh cãi đấy không lại đến từ những cái người đã ở sâu và hiểu về cộng đồng đâu, mà đến từ những cái người mới bây giờ họ mới biết. Thì thực sự là họ bắt đầu bị, có rất nhiều người sẽ bị loạn nhá, và họ không biết là đợi thế cứ như thế thì nó là rap melodic hay nó là R&B hay nó là pop, bởi vì tôi thấy nó hát giống nhau, liệu Hà Anh Tuấn có phải rapper hay không? Thực sự là như thế đúng không? Như là MCK có một cái phỏng vấn ấy nhỉ, bạn ấy cũng có nói đùa một câu rất là hay là bạn ấy muốn được trở thành như Hà Anh Tuấn ấy. Ok, đấy là một câu nói đùa mình thấy rất là vui, nhưng mà có thể là đối với nhiều người fan sẽ hơi confused ấy. Đúng, Hà Anh Tuấn hát, MCK cũng hát rất hay, chất giọng rất là hay, liệu Hà Anh Tuấn phải rapper không nhỉ? Đó, thực sự là như thế. Và tại sao cái phát ngôn của Thái Việt Duy nó lại gây sao động như vậy? Cũng đang gây sao động đúng không? Cũng đang gây sao động. Thế à? Bởi vì nếu mà nó là một cái việc đương nhiên, một cái việc rõ ràng, nó hiển hiện rồi, thì ai mà gây sao động được, ai mà gây ấn tượng được, ai mà phải các page xã hội đâu phải lấy cái câu đấy của anh Thái đăng lên làm gì. Nó phải gây tranh cãi, nó phải gây cho nhiều người tại sao lại thế nhỉ? Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có nghĩa là có rất nhiều người đã đang đóng đinh trong đầu là một rapper mà trên một cái nền nhạc ấy, nó sẽ tính là rap. Và đến khi có một ông nào đấy, ông bảo là đâu đấy là hát mà, thì mọi người mới nhận ra nó là câu chuyện bộ quần áo mới của nhà vua. Đó là câu chuyện bộ quần áo mới của nhà vua. Bây giờ tất cả những cái rapper ấy, người ta hát và người ta treo đầu rap, bán thịt R&B, bán thịt pop, bán thịt hát, cộng với một bộ máy truyền thông. Mày bảo anh này không phải là rap á? Đấy là bởi vì mày sai. Người thông minh mới nhìn ra bộ quần áo của nhà vua. Mày phải hiểu về rap, mày mới biết được đấy là melodic rap, không phải R&B. Cho đến khi một ông Thái Việt Duy hoàn toàn theo rap truyền thống xuất hiện. Đâu, đây là hát chứ. Một đứa bé hoàn toàn ngây thơ, không bị những cái truyền thông nó làm vẩn đầu óc. Đâu, nhà vua cởi chuông kia. Lúc đấy mọi người mới vua cởi chuông thật. Đây là hát chứ không phải là rap đâu. Đấy chính là vấn đề của chúng ta. Và đấy chính là những cái vấn đề mà bọn mình đã muốn nói rất là nhiều năm rồi, nhưng mà trời ơi, bọn mình sẽ bị đấm chết tươi ngay nếu mà nói cái điều đấy ra. Cho nên là hôm nay cũng gọi là mượn gió bẻ măng, thuận nước đẩy thuyền thì nói thế, để nếu mà có bị chửi thì là sẽ có người bị ăn chửi cùng, sẽ có người nổi tiếng bị ăn chửi cùng, chứ không chỉ riêng mình đâu nha. Đó. Okay. Mình nghĩ là đấy là một cái chia sẻ khá là thú vị, chung cũng gọi là ngoài luồng một tí để nói chuyện thêm. Em có một câu hỏi là em đang cảm thấy khá là thú vị và cảm thấy khá là muốn, không phải là muốn đâu, nhưng mà với cá nhân em là một người rất là tò mò. Thì sau khi mà nói chuyện, nghe anh chia sẻ thì em cảm thấy là có rất nhiều thứ hay ho mà mình cũng muốn tìm hiểu về rap. Thế thì em thì là một người cũng gọi là gì nhỉ, thích mày mò cày cuốc. Thế thì cho em hỏi là ví dụ bây giờ nếu mà em muốn luyện tập thì em là một newbie hoàn toàn đấy, mà nếu muốn luyện tập rap chẳng hạn thì có lộ trình gì không, hay là nó phải như nào? Có lộ trình, nhưng mà cái lộ trình này nói ra sẽ có nhiều người phản đối, thậm chí là người trong giới. Nhưng mà nói thẳng luôn nhá, không cách nào nhanh cho một bạn newbie tập rap bằng việc ấy, bạn copy flow y hệt của một cái nghệ sĩ bạn yêu thích. Bạn cứ copy đi, viết y hệt đi, nhưng mà viết lời của bạn, viết vần của bạn, viết nội dung của bạn. Nhưng mà thời gian đầu các bạn tập ấy, các bạn copy y hệt một người đi, nó không sao đâu. Có ai mà không chịu ảnh hưởng đâu chứ, đúng không? Được. Miễn là đến khi nào các bạn thành danh, các bạn có phong cách riêng là được. Thế còn bây giờ bạn rap y hệt một người đi, nó sẽ chẳng có gì sai cả. Chứ tại sao lại khuyên các bạn làm như thế? Tại vì nó thật nhá, cái kỹ thuật trong rap ấy nó rất là nhiều. Để các bạn tự ngồi, các bạn phân tích ra ấy, mà không có người chỉ ấy, không bao giờ các bạn nhìn ra. Mà các bạn sẽ mất rất nhiều thời gian các bạn nhìn ra. Mình là một người không có một ai chỉ hết. Không chơi với cộng đồng nhá. Cái hồi mà bắt đầu rap ấy, không chơi với cộng đồng, không quen bất kỳ một ai. Và phải đến năm thứ 3, mình mất 3 năm để viết ra cặp vần đôi đầu tiên. Bởi vì vô tình lúc đấy đọc ra, mình đọc trên wiki có một khái niệm là multisyllabic rhymes, vần đa âm ấy. Và vần đa âm là cái gì nhỉ? Tại sao lại vần đa âm? Ai là người viết nên vần đa âm giỏi? Tại sao ông Kool G Rap, mình nghe ông ấy rap chán vãi, nhạc chả ra gì cả, cứ nhạc break dance bộp 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 đầu, tại sao lại được ca ngợi thế? Tại sao được gọi là hip hop trinity của thời đấy? Mình mới tra ra là bởi vì sao? Ông G Rap đấy, ông là người đầu tiên ông sử dụng vần đa âm, vần đôi vần ba. Thế vần đôi vần ba là gì? Multisyllabic gì? Bắt đầu nhìn ra và à, bây giờ mình đã hiểu thêm một cái. Nhưng mình mất 3 năm để cái đấy. Với những bạn trẻ bây giờ nó rất là nhanh, bởi các bạn có thể đọc rất là nhiều tư liệu bằng tiếng Việt nhá. Hồi đấy Việt Nam không có. Nó chỉ tra tiếng Anh thôi, cộng với comment YouTube. Thì bây giờ các bạn trẻ phát triển rất là nhanh, đúng không? Nhưng mà vấn đề là các bạn viết được như thế, các bạn đặt nó ở đâu, các bạn rap nó như thế nào cho nó hợp lý. Cùng làm cái phần 3 đi, đúng không? Tiếp tục quay tiết mục hay đi. Tiếp tục đấy quay. Đấy là phần 3 đó. Tiếp tục quay tiết mục tiếp 2. Tục quay. Tiếp tục quay. Nhấn vào âm 1 thôi. Tiếp tục quay tiết mục 2. Chỉ cần thay đổi vị trí nhấn âm vần thôi. Các bạn thấy flow bị thay đổi hoàn toàn không? Tiếp tục quay tiết mục 2. Tiếp tục quay tiết mục 2. Nhưng mà nếu mà không có người chỉ cho các bạn thì liệu các bạn nhận ra cái đấy không? Nó sẽ rất là lâu. Nhưng một nghệ sĩ thành danh là người đã nắm được những cái đấy. Và khi các bạn copy flow người ta ấy, là vô hình chung các bạn đã làm đúng theo những cái nguyên tắc rồi. Và khi các bạn cứ stick, các bạn cứ đi theo cái flow đấy một thời gian đi, các bạn sẽ hiểu thêm về cái flow đấy. Thì lúc đấy các bạn sẽ à, cái flow đấy nó có những đặc điểm này, có những đặc điểm kia. Và khi các bạn nắm những cái đấy rồi thì các bạn sẽ rất dễ để có thể rẽ nhánh ra những cái khác, kết hợp những cái phong cách khác. Và vì thế là với lộ trình thì việc đầu tiên là bạn thích rapper nào thì cứ copy y hệt cái flow của rapper đấy nhá, không sao hết đâu, chả sao cả, chả gì sai. Gọi là đạo flow gì. Thì tôi luyện tập cơ mà, tôi luyện tập thì tôi copy giống có sao đâu. Với cả nó thật là cái chuyện đạo flow nó cũng mơ hồ lắm. Nó cũng rất là mơ hồ, đúng không? Thế bây giờ nhá, nhịp nhá, 44 không? Bụp chat chat chat, bụp chat chat chat. Thế là bây giờ là cứ bài hát nào nhịp 44 nó cũng sẽ gọi là đạo nhịp của cái ông đầu tiên đẻ ra nhịp 44. Đúng không? Đạo flow. Mình nghĩ là không nên có khái niệm đạo flow, chỉ nên có khái niệm là flow bị giống rồi, hoặc là flow giống nhiều quá. Thì thế thôi. Ví dụ như là một bài hát mà từ đầu đến cuối nó giống hệt thì đúng là quá đà thật. Nhưng mà nếu nó chỉ giống 4 câu, 6 câu, 8 câu thì chúng ta nên rộng lượng cho nhau một xíu. Tại vì sao? Rap nó không có giai điệu mà, nó chỉ có nhịp thôi. Mà các bạn biết đấy, nhịp thì nó chỉ là cái phân bố chỗ nào nhanh, chỗ nào chậm, chỗ nào mạnh, chỗ nào nhẹ. Mà như thế cái việc trùng nhau nó rất là dễ bị trùng ấy, đúng không? Bởi rap theo đúng nghĩa, rap thuần ấy, nó không có giai điệu mà, nên nó chỉ là nhịp thôi. Và do đó thì cái việc chúng ta bị trùng nó rất là dễ bị trùng. Cho nên là thứ nhất là cũng hy vọng là các rapper nên là bao dung hơn với nhau một xíu. Tất nhiên là nếu mà các bạn mà ra một cái bài ấy, nó flow giống hệt một nghệ sĩ khác ấy, thì là không được. Thế nhưng mà nó chỉ giống một phần ấy, thì cũng nên thông cảm cho nhau, rộng lượng với nhau hơn một xíu. Cũng là để rộng lượng với mình. Tại vì mình nói thật luôn nha, mình khẳng định luôn, các bạn mà đang đứng ấy, chê người khác đạo flow ấy, các bạn có khẳng định là các bạn sẽ không bao giờ rơi tình huống tương tự không? Nhiều khi cũng vô tình. Nhiều khi nó vô tình. Bởi vì sao? Trên thế giới nó hàng ngày nó ra, có hàng trăm bài hát nó ra. Bạn có khẳng định là không bao giờ có một cái bài nào nó trùng với cái tiết tấu kiểu rap của mình không? Đó. Thì với người trẻ luyện tập thì cứ học theo đi, cứ học theo copy flow của một nghệ sĩ chúng ta thích. Đấy, sau đấy chúng ta sẽ tập viết dần. Đó. Sau đấy thì về vần thì chỉ cần viết được cái vần đôi cuối câu là ok rồi. Sau khi các bạn làm được 2 việc đấy thì cứ rap đi, ra nhiều bài đi, sau nghe nhiều nghệ sĩ hơn thì chúng ta sẽ học được những cái kỹ thuật và những cái phong cách của những nghệ sĩ khác nữa. Sau đấy mỗi khi đấy mình kết hợp một xíu, ví dụ như là học được cái cách nảy vần của ông này chẳng hạn, thì bây giờ với cái bài rap bình thường mình vẫn flow theo phong cách của rapper A, mình lại cho thêm một đoạn nảy vần của rapper B vào, tách 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 chẳng hạn, thế tự nhiên nó mình đã hơi khác rapper A một tí rồi, xong lại thêm một cách kéo giọng của rapper C vào, dần dần nó sẽ tạo ra phong cách riêng của mình. Nó là cái sự kết hợp của nhiều cái và cái mới, đúng không? Chúng ta thấy là sự sáng tạo luôn luôn dựa trên nền tảng những cái cũ và thêm yếu tố mới, chứ không bao giờ có chuyện nó chỉ có mới nó không có cũ nhé. Thì cái việc mà chúng ta học theo một cái nghệ sĩ với một cái bạn trẻ lúc đầu các bạn chưa có một tí gì hết, việc các bạn copy theo một nghệ sĩ đã thành danh là tốt thôi, là chỉ là các bạn tạo cái nền tảng của bạn mà, để sau này các bạn có phong cách riêng, chứ không phải để sau này các bạn giống y hệt như thế. Nên đấy là việc đầu tiên. Sau đó viết cái phần đôi. Và khi mà chúng ta làm được hai cái đấy rồi thì chúng ta có thể tự hào, mình gọi là theo Naruto nó gọi là ninja hạ đẳng, đúng không? Genin, đúng không? Thì có thể mình có thể gọi là rapper hạ đẳng rồi đấy. Và từ đấy thì sẽ là luyện tập hơn thôi, và dần dần tìm ra phong cách riêng của mình, cho đến khi lên được Jonin rapper thượng đẳng, cao đẳng ấy thì nó sẽ cần thời gian. Cho nên là không, đương nhiên là không có cái gì nhanh cả, nhưng mà nó cũng không quá khó. Đấy thôi, đấy là bước tất cả những gì em cần làm nếu em muốn theo nghiệp nếu em muốn rap cho vui. Chắc rap cho vui thôi chứ còn đó thì đấy là những bước đầu tiên, còn rất khó. Còn thì sau đấy nếu mà để đi sâu hơn thì khó lắm, thực sự rất là khó. Vâng. Ví dụ như mình đánh giá nhé, có một rapper nó có thể coi là thiên tài, Phúc Du chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy thì Phúc Du thực ra vẫn sẽ hơi bị hạn chế một xíu về flow, phong cách nhạc. Mặc dù Phúc Du làm được, đúng không? Nhưng chúng ta thấy những bài thời gian gần đây của Phúc Du ấy nó khá là đơn giản, hiệu quả. Ok thì nó hiệu quả thôi, nhưng mà điều đấy nó cũng thể hiện một cái đó là đơn giản, bởi vì tính ra Phúc Du rap thì cũng gọi là cũng so với bọn mình ấy thì cũng chưa lâu bằng. Cho nên là đương nhiên là với cái con mắt của bọn mình thì Phúc Du sẽ vẫn còn những cái khác cần phát triển hơn. Thì bao giờ cũng thế thôi. Đối với một cái người mà đi nhiều năm ấy thì những người ít năm hơn sẽ luôn luôn có cái có thể phát triển thêm được. Thì nếu mà với lời khuyên thì Việt Anh cứ đi từng bước đi, còn đừng phải vội, tại vì sẽ luôn luôn có cái em chưa biết và sẽ luôn có cái em có thể kết hợp vào thôi. Cho nên là tâm lý của người mới học là cứ luôn muốn một lúc là biết được hết ý, không cần đâu, chả cần vội đâu, đi hai bước đấy được rồi. Nên có một cái base. Thế tại sao với những chơi đàn nhá thì các bạn có thể đi ngón, đúng không, là công việc đơn giản. Nhưng mà tại sao mình nói là rap rồi các bạn nên copy flow? Bởi vì rap nó lại không đơn giản chỉ là những cái âm thanh, không phải là không phải, đúng không? Nó còn là nội dung nữa. Và các bạn tại sao nên copy flow? Bởi vì các bạn khi copy một cái flow ấy, các bạn còn liên quan đến việc là các bạn dàn ý trong câu nữa. Ví dụ như một rapper nhá, như Snoop Dogg hả, đúng không? Câu Snoop Dogg thường khá là ngắn, ví dụ trên nhịp boom bap nó thường rơi từ 7 đến 12 chữ đã là nhiều, 12 chữ là rất là nhiều nhá, thường từ 7 đến 10 chữ. Vậy thì nếu mà với một cái rapper ấy mà học theo phong cách Snoop Dogg ấy sẽ học được cái gì? Còn phải học cái gì nữa? Làm thế nào trong 7 đến 10 câu dàn hết được một cái ý mình muốn nói ra. Đấy lý do tại sao mà mình khuyên các bạn trẻ mới viết các bạn nên học flow của một nghệ sĩ nào đấy. Bởi vì như thế các bạn còn liên quan đến việc là các bạn còn muốn nói cái điều các bạn muốn nói nữa. Thì trong cái cách viết của cái nghệ sĩ đấy, mình sẽ học được là số chữ dàn ra bao nhiêu để nói được một ý. Còn nếu mà các bạn chưa copy flow ấy, mà các bạn cứ viết cái điều mình muốn ấy, đến lúc các bạn rap lên ấy, trời ơi nó chạy linh tinh à. Có thể cái ý của bạn nhá, cái ý này các bạn viết đến chữ thứ 16 rồi các bạn mới hết được cái ý. Nó vắt từ câu này đến câu dưới rồi. Đó, đúng không? Và lúc đấy vị trí đặt vần nó không còn chuẩn nữa rồi. Và nghe nó rất là buồn cười, nghe nó rất là over the place, nó không phù hợp nữa. Đó. Thì nó là như thế. Đấy là lý do tại sao mình khuyên là nên copy flow của một ai đấy thời gian đầu. Đó. Nói chung là nó sẽ cho mình cái cơ sở để cho mình gọi là bắt đầu được nhiều cái. Tại vì rap nó không đơn giản chỉ là âm thanh mà, nó còn là nội dung nữa. Mà nếu mà chỉ âm thanh thì rất là dễ, nhưng mà liên quan nội dung nữa thì nó lại liên quan đến vấn đề dàn ý. Đó, thì cái đấy nó đấy lý do tại sao nên như vậy. Ok. Mình cũng đã trao đổi một buổi, em nghĩ mà nói chuyện cũng đi qua rất là nhiều gọi là khía cạnh và chung cũng đã tương đối dài rồi. Thì em còn một câu hỏi cuối cùng thôi. Okay. Để kết thúc lại cái podcast này. Đấy là ví dụ như là bây giờ nếu có một bạn trẻ mà đam mê và muốn theo đuổi rap đi, hoặc là có thể là mong muốn theo đuổi trước đã, còn sau đấy thành nghề hay không thì chưa biết. Thế thì anh có lời khuyên nào cho bạn ấy? Đi học và kiếm việc làm. Đấy là lời khuyên đầu tiên luôn. Nghe thì có vẻ đùa nhưng mà thực ra đây là lời khuyên rất nghiêm túc. Bởi vì chúng ta không thể khẳng định được cơ hội thành công với rap nó sẽ đến với chúng ta vào năm bao nhiêu tuổi. Nhưng chúng ta luôn luôn biết là năm 22 tuổi chúng ta ra trường ấy, chúng ta có thể bắt đầu xin việc. Vì thế, để các bạn có thể chạy theo một cái năm, một cái mốc thành công mà chúng ta không biết nó là bao giờ, rất là vô định trong tương lai của âm nhạc, của hip hop, thì chúng ta cần có một cái sự chắc chắn và đảm bảo. Đó là một cái công ăn việc làm. Tại sao tôi đến bây giờ tôi vẫn theo được cái này? Nếu mà sẽ có nhiều bạn bảo tôi không thành công, nhiều bạn sẽ bảo tôi không thành công, tôi losers. Không, tôi nghĩ là với một người đã lên được TV và tham gia một cái chương trình như thế thì cũng là thành công ở mức độ nhất định, đúng không? Nhưng mà khi mà mình tham gia cái chương trình đấy, mình 29 tuổi. Thế thì từ năm 22 tuổi đến năm 29 tuổi, mình ăn gì để sống được 8 năm đó, 7 năm đó? Mình phải có công ăn việc làm, đúng không? Mình phải có công ăn việc làm. Thì thế lời khuyên thứ nhất của mình, nó không liên quan đến âm nhạc đâu, đó là các bạn cố gắng đi học hoặc đi làm. Các bạn không thích học thì các bạn có thể đi làm nhé, nhưng các bạn phải có một cái nghề để nó nuôi sống được các bạn, để trong thời gian các bạn theo đuổi đam mê đã. Tại vì theo đuổi là gì? Theo đuổi là bạn phải chạy và đuổi theo nó, đúng không? Các bạn đói, các bạn hạ đường huyết ấy, các bạn có chạy đuổi theo được không? Không. Lời khuyên thứ hai thì sau khi chúng ta có một cái chỗ dựa vững chắc rồi thì việc rất là đơn giản thôi. Nghe nhạc thật là nhiều vào. Nghe nhiều và nghe nhiều nghệ sĩ. Cứ nghe nhạc, nghe nhiều nghệ sĩ. Đừng nghĩ đấy là giải trí nhá, đấy là học gián tiếp đấy. Tại vì các bạn sẽ thấy là đôi khi nhá, trong lúc mình bâng quơ, đúng không? Mình bâng quơ, mình đang làm một việc, tự nhiên mình sẽ không, mình vô thức thôi, mình lại ngân nga một cái giai điệu của một bài hát nào đấy mình từng biết. Bởi vì sao? Chính cái việc mình nghe nhạc nhiều ấy, nó đã đưa gián tiếp cái kiến thức vào trong đầu mình đấy. Và nếu mà bạn mà làm sáng tác ấy, đôi khi có cái giai điệu bâng quơ từ một bài hát nào đấy, nó sẽ giúp bạn phát triển ra một cái giai điệu hoàn toàn mới, một cái nội dung hoàn toàn mới cho bài hát của bạn. Cái việc đó, tiếp theo đó là nghe nhạc thật là nhiều. Nghe nhạc thật là nhiều. Và nếu có thể thì nên nghiên cứu về nhạc. Và thứ ba đó là bình tĩnh. Cứ đi từ những cái bước nhỏ thôi. Các bạn làm tốt những cái bài hát đơn giản thì các bạn sẽ làm được lên những cái bài hát gọi là phức tạp về sau. Đó. Đơn giản okay. Lắm. Là gì? Em nghĩ đấy là một cái chia sẻ thực sự rất là gọi là gì nhỉ? Nó rất là thật. Đúng như anh nói, hip hop nó phải thật, đúng không? Đúng thế. Nó phải thật. Thì em nghĩ là chắc là các bạn mà đang xem số podcast này đến bây giờ thì chắc chắn là các bạn cũng đã học được rất là nhiều từ những cái chia sẻ của anh Hưng. Thì chắc là để kết thúc thì chắc em cũng sẽ gọi là có một số cái lời gọi là chia sẻ với các bạn một chút. Thì sau đó thì mình có thể sẽ là kết thúc cái buổi podcast ngày hôm nay mà anh em đi ăn trưa. Rồi em cảm thấy là còn rất nhiều thứ em muốn hỏi anh thêm. Như các bạn đã biết thì rap nó sẽ là một trong những cái lựa chọn mà đang rất là hot cho các bạn trẻ hiện nay. Và mình hy vọng là cái buổi nói chuyện vừa rồi với anh Hưng Cao cũng đã cho các bạn một cái góc nhìn mà mình cũng không chắc chắn là nó là một góc nhìn mà nó đúng, tức là 100%. Anh Hưng ở đây chắc cũng sẽ đồng tình với em ở chuyện đấy. Góc nhìn của anh em mình thì nó chỉ là góc nhìn của anh em mình thôi. Nên là nó cũng không phải là một cái định hướng, một cái kim chỉ nam gì các bạn bắt buộc phải theo. Nhưng mà mình tin rằng là với những cái thông tin như vậy thì các bạn cũng sẽ có nhiều cái cơ sở hơn để có thể tự đưa ra quyết định tốt nhất cho chính mình. Và nếu các bạn có bất cứ câu hỏi hay là bất cứ thắc mắc gì với đội ngũ Người Trong Muôn Nghề hoặc là với khách mời Hưng Cao thì các bạn có thể để lại comment ở phần bình luận và bọn mình cũng sẽ theo dõi, và biết đâu là trong tương lai có thể có một cái podcast khác hoặc một cơ hội khác để được ngồi tiếp với anh Hưng. Lúc đấy thì mình rất là sẵn lòng thôi. Hoàn toàn thoải mái nhé. Nhất là các bạn nào mà muốn có một cái tương lai về cái nghề lăng mạ nhau thì mình sẽ rất là sẵn sàng để chia sẻ. Nếu sau này em cần có rap diss các đối thủ kinh doanh thì Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn.